theo lịch thi đấu bóng đá vòng 3 ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025, diễn ra sớm nhất là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Arsenal và Brighton sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8. Đội giành chiến thắng ở cặp đấu này sẽ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Arsenal được đánh giá cao hơn nhưng Brighton rõ ràng không phải là một đối thủ dễ chịu. Arsenal đã có khởi đầu rất ấn tượng ở Premier League năm nay. Thầy trò Miko Ateta đánh bại Wolves và sau đó là Aston Villa với cùng tỷ số 2-0. Khởi đầu này của Arsenal thực ra không quá bất ngờ. Đội bóng thành London đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những mùa giải gần đây. Năm ngoái, Arsenal đã đua vô địch với Man City tới vòng đấu cuối cùng. Tính cả mùa giải năm ngoái, Arsenal đang có chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp. Huấn luyện viên Mikel Arteta hiểu rằng Arsenal cần phải thể hiện gần như hoàn hảo thì mới có thể xoán ngôi của Man City. Nhưng cũng có thể thấy rằng Arsenal đang tiến rất gần tới chức vô địch Premier League, với một đội hình nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới có thể tỏa sáng thường xuyên cầu thủ nổi bật nhất chính là Bukayo Saka, ngôi sao người Anh đã đóng góp vào 17 bàn thắng trong 19 trận gần nhất với 12 bàn, cùng 5 lần kiến tạo. Trong hai trận đầu mùa này, Saka đã đóng góp một bàn thắng và hai pha kiến tạo. Kai Havertz cũng thể hiện rất tốt trong vai trò lĩnh sướng hàng công của Arsenal. Anh đóng góp vào 9 bàn thắng trong 8 lần ra sân gần nhất ở Premier League, 6 bàn thắng, 3 kiến tạo. Với chấn thương của Gabriel Jesus, Havertz vẫn sẽ tiếp tục nắm vai trò săn bàn chủ lực bên phía Arsenal. Ở bên kia chiến tuyến, Brighton cũng đang có một giai đoạn khởi đầu mùa giải không thể thuận lợi hơn. Huấn luyện viên trẻ nhất Premier League là Fabian Herzler đang tạo ra những ấn tượng vô cùng đậm nét. Nhà cầm quân 31 tuổi hoàn toàn có thể trở thành huấn luyện viên đầu tiên của Brighton thắng 3 trận đầu tiên ở giải vô địch quốc gia Anh. Ở trận ra quân, Brighton hủy diệt Everton với tỷ số 3-0. Đến vòng 2, Hải Âu lại thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Man United với tỷ số 2-1 với pha lập công quyết định của Joao Pedro được thực hiện ở phút 95. Khởi đầu ấn tượng là điều mà Brighton đã làm được trong nhiều năm trở lại đây. Họ thắng hai trận đầu tiên ở Premier League ở ba trong bốn mùa giải gần nhất. Tuy nhiên, Brighton chưa thắng ba trận đầu tiên khi bắt đầu mùa giải kể từ năm 2012 khi còn chơi ở giải hạng nhất. Arsenal đã giành cú đút chiến thắng trước Brighton mùa trước. Tuy nhiên, thầy trò Mikko Ateta vẫn phải hết sức cẩn thận khi Brighton đã thắng ba trong bảy lần gần nhất đến làm khách tại Emirates. Trận thắng gần nhất của Brighton tại Emirates là màn vui dập với tỷ số 3-0 khiến Arsenal tụt lại trong cuộc đua vô địch với Man City mùa 2022-2023. Arsenal được đánh giá cao hơn nhiều so với Brighton ở trận này. Sân nhà Emirates thực sự là một pháo đài bất khả xâm phạm của Arsenal và không dễ để bất cứ đội bóng nào có thể giành điểm. Hàng thủ Arsenal phòng ngự rất tốt và điều này dễ giúp cho họ giành được một chiến thắng cách biệt. Brighton cũng trình diễn một lối chơi tấn công chứ không hề có cụm phòng ngự. Vì vậy trận đấu tới rất dễ có nhiều bàn thắng xuất hiện. Arsenal có thể sẽ phải hứng chịu bàn thua đầu tiên mùa này. Cả Arsenal và Brighton đều kiếm phạt góc vô cùng xuất sắc. Trong 3 trận gần nhất, Arsenal kiếm trung bình 8 quả góc còn Brighton là 7. Vì vậy, trận này cũng có thể vượt bốc 10 phạt góc.